Em ơi, nấm ơi. Nấm ơi. Nấm à, đây đầu thủ rất to, mới có 3 tháng. 3 tháng mà chắc phải gần 30 kg rồi. To như con chó to. Nấm ơi, nấm ơi. Trông to lớn nhưng mà tính rất trẻ con. Nấm ơi. Nấm ơi, nấm quay đây. Đây, em đã cắt tai rồi. Alabai trắng, trắng như vật tuyết. Rồi, giỏi, giỏi. Nấm giỏi, nấm giỏi. À, đây là bé Alabai trắng nhà Dovili. Bé đã tròn 3 tháng tuổi và chuẩn bị về nhà mới. À, em nâng cái mặt bé lên đi. Bố mẹ nhập khẩu đầy đủ giấy tờ VK microchip. Đây là một trong những siêu phẩm. Bố của bé nặng hơn 100 kg, mẹ nặng 70 kg. Đến à, đấy đúng rồi, đúng rồi. Đây 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 đấy. Đây là bạn Alabai trắng nhà Dogili với bạn Đạt cũng nhà Dogili. Bạn Đạt thì năm nay 20 mấy tuổi Đạt nhỉ? À, 21. 21 tuổi, nặng 50 kg. Còn bạn Nấm thì mới 3 tháng tuổi nhưng đã nặng chắc phải 20 mấy kg. Dự đoán là 21 tuổi thì bạn Nấm sẽ nặng hơn bạn Đạt. Bố bạn Nấm thì là một chàng trai rất to cao đẹp trai, nặng hơn 100 kg. Và mẹ bạn nặng 80 kg. Đấy nên là mới có 3 tháng thôi mà nhìn bạn Nấm rất là khủng rồi. Đó. Mọi người nhìn thấy cái đầu thủ bạn Nấm này đã được cắt tai rồi. Thì Nấm đầy đủ giấy tờ VK microchip. Đây là một siêu phẩm của Alabai.